Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Và hôm nay Sài Gòn Vlog mời anh chị cùng ngắm lại cây cầu Tham Lương 1 và cầu Tham Lương 2 và bờ kênh Tham Lương của Sài Gòn ngày nay hiện nay đã có những thay đổi như thế nào. Và bây giờ mời anh chị cùng đi một vòng, em sẽ giới thiệu cho anh chị xem nha. Xe chạy vù vù ghê quá anh chị ơi, bây giờ không dám qua đường luôn nè. Đó, nó chạy vậy là mình không dám qua đường. Cái máy quay đang nằm trên đầu là gần như là không quan sát được phía dưới, phải dừng lại ở đây nữa nè. Đó, chút nữa là bây giờ qua đường là chết liền. Ghê quá. À, bên kia là con đường Phan Huy Ích anh chị nha ơi. Đó, bên đó là con đường Phan Huy Ích nha. Bây giờ em chạy ngược lại cây cầu Tham Lương. Mình đang ở trên con đường Trường Chinh và bên kia chính là con đường Phan Huy Ích. Bây giờ em sẽ đi ngược lại lên cây cầu Tham Lương. Ui, qua 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 qua. Rồi, bây giờ mình cùng đi về cây cầu Tham Lương. Hai bên cầu Tham Lương thì họ đang xây bờ kênh đó anh chị. Ở đây họ bán hàng nè, đó bà con của mình tận dụng hai cái bên bờ này, hai cái là đường để bán ốc, bán trái cây. Bây giờ em mời anh chị cùng ngắm qua hai bờ kênh Tham Lương chút xíu nha. Thì hiện nay trước mặt chúng ta thì bờ kênh Tham Lương ở đây họ đã đóng trụ hai bên rồi anh chị. Họ làm cái lan can. Đó, họ làm hai cái bờ hai bên rồi. Bây giờ họ chỉ cần đổ đất ra là họ đổ bê tông được thôi. Đổ bê tông và nạo vét lại bờ kênh là bờ kênh này sẽ xanh sạch và đẹp hơn chị nè. Đây là cái dòng xe từ quận Tân Bình, Tân Phú đổ về quận 12 và quận và huyện Hóc Môn nha anh chị. Ok, đây là bờ kênh Tham Lương. Kia là chung cư Phúc Yên. Nước đen ngầu anh chị ha, nước đen lắm. Nước này là nước thải sinh hoạt. Nước của mấy cơ sở xe cổ xăng dầu nhớt đồ.
mình đang ở cái cầu là cầu Tham Lương 1 nha anh chị. Và bên kia cầu chính là cầu Tham Lương 2. Ok, và bây giờ mình cùng chạy qua bên kia cây cầu Tham Lương 2. Ok. À đây là con đường Phan Huy Ích nè anh chị ơi. À con đường Phan Văn Hướng ha. Ok, bây giờ mình cùng đi về cây cầu Tham Lương 2 anh chị nè. Bây giờ ở dưới đây họ cũng đang tiến hành dọn dẹp, dọn hai bên lề đường nè anh chị. Cái cầu này tương lai sẽ rất là đẹp anh chị ạ. Bây giờ rác rưởi rồi, những cái quang cảnh hai bên họ bắt dọn đi hết. Thường thì một khi kẹt xe em cũng có liều mình đi lên cái cầu này, nhưng mà bây giờ phải đi xuống dưới anh chị, đi lên công an thấy thủ phạt mấy trăm ngàn như chơi rồi, chịu khó mình đứng xuống dưới đây đi. Rồi ok, chúng ta cùng dừng lại phía đây chút xíu nè anh chị. Đây là phía cây cầu Tham Lương, trước mặt chúng ta chính là khu công nghiệp Tân Bình nha. Và ở đây họ đang tiến hành là tiến hành đóng trụ hai bên.
đang nạo vét, họ đang nạo vét hai cái bên để cho cái bờ kênh nó rộng đúng với một cái tiêu chuẩn họ đưa ra, xong rồi họ mới đóng cọc anh chị ha. Đây là dòng người đổ từ hướng Hóc Môn quận 12 đổ về hướng quận Tân Bình nha anh chị. Rồi ok, em xin được kết thúc video tại đây anh chị ơi. Vừa rồi là em đã gửi cho anh chị xem hình ảnh của cây cầu Tham Lương 1 và 2 và cái công trình dòng kênh Tham Lương đang được xây dựng trên kia ở dưới chân cầu Tham Lương ha. Rồi xin chân thành cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào và tạm biệt anh chị nha. 30k, tai nghe, giá đỡ điện thoại, có sạc điện thoại cho ô tô, xe máy, robot TV, máy lạnh, các loại. Bao nổi.